Dạ vâng, chào các bác ạ, là Lân Thành Ô Tô. Thì hiện nay ngày hôm nay đã là ngày 27 tháng 6 năm 2022. Thì vào ngày mai là ngày 28 tháng 6 năm 2022 thì VinFast sẽ chính thức ngừng nhận đặt cọc các cái dòng xe đó là VinFast Lux A, Lux SA và VinFast Fadin. Thì các bác nào có cái nhu cầu mua những chiếc xe VinFast xe xăng thì hãy nhanh tay nhanh chân gọi ngay cho em Thành Ô Tô để đặt cọc ngay ở thời điểm lúc này. Cái mức đặt cọc đối với VinFast Fadin đó là 20 triệu đồng. Đối với lại Lux sẽ là 50 triệu đồng các bác nhé. 50 triệu đồng đối với dòng Lux. Thế thì VinFast Fadin bản tiêu chuẩn lăn bánh xuống đường miền tỉnh sẽ là 400 triệu đồng. 400 triệu đồng. VinFast Fadin bản nâng cao lăn bánh xuống đường miền tỉnh sẽ là 430 triệu đồng. VinFast Lux A bản bay lăn bánh xuống đường miền tỉnh sẽ là 726 triệu đồng. Lux A ạ, lăn bánh xuống đường miền tỉnh sẽ là 726 triệu đồng. Và VinFast Lux SA bản bay lăn bánh xuống đường chỉ khoảng tầm 1 tỷ 060 triệu đồng. Đấy, tại thời điểm vút chơ 200 đang có giá khoảng tầm 62 triệu. Còn Lux A bản Plus thì sẽ có giá lăn bánh xuống đường miền tỉnh sẽ khoảng tầm 805 triệu. Và Lux SA bản Plus lăn bánh xuống đường tại biển tỉnh sẽ là có giá là 1 tỷ 160 triệu đồng. Vâng, các bác nào quan tâm hãy nhanh tay nhanh chân alo ngay cho em Thành Ô Tô theo cái số 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn. Và em khẳng định với các bác là sau ngày 28 tháng 6 năm 2022 các bác đặt mới các cái dòng xe xăng của VinFast sẽ không còn hiệu lực. Bởi vì VinFast sẽ chỉ nhận đặt cọc đến hết ngày 28 tháng 6 năm 2022. Đấy. VinFast Fadin thì em vẫn còn sẵn hàng, chứ còn VinFast Lux thì chắc chắn là các bác sẽ phải đặt cọc trong ngày hôm nay và ngày mai thôi. Để chúng ta nhanh tay nhanh chân có thể sở hữu được những chiếc xe VinFast Lux cuối cùng của VinFast ở thời điểm hiện tại các bác nhé. Đấy. Thông tin chi tiết các bác hãy nhanh tay gọi ngay cho em Thành Ô Tô theo cái số 0979188958. Số điện thoại cũng là số Zalo của em Thành Ô Tô. Còn bây giờ thì em xin phép là chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.